Sáng nay ngày 25 tháng 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2050. Dự tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Dương Quốc Nam cùng lãnh đạo sở ngành liên quan. Theo đó, mục tiêu tổng quát của phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, bền vững, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và quốc tế, gắn với xây dựng nông thôn mới hiện đại. Tại tỉnh Sóc Trăng, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo luôn được tỉnh quan tâm, lãnh chỉ đạo, từng bước đưa khoa học và công nghệ gắn kết chặt chẽ với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần tích cực trong việc chuyển đổi mô hình kinh tế và tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 ước đạt 7,71%, trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,07%. Giá trị xuất khẩu hàng hóa 1,4 tỷ đô la Mỹ tăng 8,61% cùng kỳ, trong đó thủy sản đạt 1,05 triệu đô la Mỹ, gạo đạt 250 triệu đô la Mỹ, giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản trên 1 hecta đạt 224 triệu đồng 1 hecta. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận một số nội dung về đổi mới cơ chế và hình thành các thể chế thúc đẩy khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, nhiệm vụ trọng tâm phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo theo các ngành lĩnh vực. Thông qua chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ nâng cao nhanh thu nhập và cải thiện đời sống của nông dân, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính.